Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Bill Sagi nào ơi. Thì chào mừng anh em đã quay trở lại với cái series mà Bill Sagi đến thường và cùng nó đối diện với anh em nào. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với cái series đó và cùng với con tướng đó chính là Sona. Yeah, let's go. Và mình sẽ chơi con này và lên phải nói là build đồ rất được nhiều anh em comment ở phía dưới bình luận để mình làm luôn, đó là Sona mắc chí mạng. Đấy, Sona lên đam anh em và lên build đồ phải nói là 100% chí mạng. Đây là cái yêu cầu mà rất nhiều luôn á. Bạn đã comment và cũng như là Facebook, YouTube các kiểu con này đều luôn. Để đưa cho mình rất nhiều ý kiến về con này. Thì hôm nay mình quyết định là mình sẽ làm cho anh em vui. Đấy, tất cả điều mình làm là vì anh em cả anh em ơi. Anh em khỏi lo. Và anh em nào có yêu cầu nào hay thì mình đừng quên bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ xem xét từng cái yêu cầu của anh em, nó cách nào thực sự hay, có ý tưởng tốt hoặc là ngon thì mình sẽ làm luôn chứ không có nhất thiết gì phải mày sao mày. Ring đi top à, tại sao nó giúp rừng mà mất mẹ nó nửa cây rồi, ốc chó này. Quá ngon luôn. Úi giời ơi, đi lên mình mà còn nửa cây là thấy xong rồi đó. Mình lúc đầu thì mình định đi mid, nhưng mà mình nghĩ là đi top đẻ hơn. Tại vì đi mid thì một là gặp sát thủ, hai là gặp AB nó chửi cho mình chết. Đi top phải mình đẻ. Đầu đi mày. Chơi tao. Fucking wow shit baby. Nhảy cái vùng què nè. Đậu đen mày. Mình đang ban bạn nó là bước chân thần tốc anh em ơi. Rất là mạnh luôn ấy. Phải nè, nó mà ngéo là mình cứ chết được nè. Đây. Úi giời, lên level 2. Đánh thường là tốc biến, đánh thường cái nữa là chết rồi mà. Ai ngờ thanh niên lên level 2. Xui quá, sái là xui. Đây, khúc này có mạng đây. Khúc này là mình nghĩ có mạng đây. Nhưng này chơi khôn thế, lui thẳng về sau trụ. Điên mày. Cứ phải đi cù. Mình nghĩ mà sống được bao lâu. Nó còn tóc biến em rồi nên là phải cẩn thận. Không thể băng trụ cách liều lĩnh như vậy được. Không thể. Tôi nghi lắm mà. Phút này là dễ ăn mạng lắm. Anh niên còn tóc biến mà ngáo ngáo là chết liền chứ. Ở dưới bóng thì Yesu đi support và cái vẻ này đang thể hiện cái sức mạnh hay nói là tốc độ của mình. Rất là ghê gớm luôn. Ngày hôm nay mình sẽ cầm con Sona này về lên build đồ là chí mạng. Full chí mạng luôn em. Đánh một phát là thốn tới giái luôn hờ. Một phát là thấm tàu rồi luôn. Thấm tận trời xanh đúng rồi. Cái câu thơ người ta là vậy nhưng mà mình chế lại một chút. Đánh một phát là sắm mặt lòng luôn thề. Đấy, mang bước chân thần tốc nữa, nó chạy như là The Flash luôn. Lên đây mày. Lên đây mày. Mình thì lên đam nên đánh thường rất là đau mà skill thì không được đau lắm. The hell. The hell mày găng như vậy. What the hell. Màu đen đó. Nó găng kiểu lầy lội này. Nó găng kiểu như là cho mình biết trước là nó sẽ găng anh em. Nó đi thẳng mặt ra nó găng luôn mới chết chứ. Phải lòng chú mén này. Ok, mình nghĩ là mình sẽ lên kiếm BF là cái món đầu tiên để gia tăng sát thương của nó là càng nhiều càng tốt. Và lúc đầu game này nên mình hành sát mặt lòng Renge này. Level 4 à. Sao mày? Đâu chưa. Skill thì xài không đau lắm nhưng mà đánh thường thì không đau ta làm con mà luôn. Baby. Biến về. Úi giời, farm chuẩn. Nuột nè như Ngọc Trinh luôn. Cái gì? Qua đây. Đầu đây mày. Hồi máu nè. Này thì úi không chết. Nó đồ kiệt sức nó chơi mình. Đâu có dễ. Mình là Sona, mình cái chiêu bút máu đi. Bạn tuổi gì? Tại pha em nãy giờ rất là nụt nè. Nụt còn hơn Ngọc Trinh nữa. Pha em nụt vãi cứt. Rồi luôn. Yesu để hy sinh anh Dũng. Đấy, phải em kìa. Quá tuyệt vời, quá ủi rồi, hụt con rồi. Thằng rừng này tại sao mà lại lên đây hoài vậy?
Tại sao vậy? Mày đòi chơi tao? Mày đòi chơi tao? Ôi thằng kia lên nó rồi. Chết về. What the fuck? Tại sao? What the? Tại sao nó không rượt mình nên? Tại sao nó lại không rượt mình nữa ta? Trời ơi hên thế. Phải đó, nó mà rượt mình lại nó kèo quy thằng cái nó làm mình chết rồi. Thanh niên chắc thấy gái đẹp vú bự nên thanh niên tha đó mà. Thanh niên chó sói mà cũng ghê gớm lắm. Đậu đen nè. Tự nhiên đang rượt cái chạy về luôn. Cái là ngon rồi. Rồi chẳng bót rồi. Rồi bắt đầu luôn. Tóc biến thì cái linh đã chạy rồi. Yasuo mà không chạy được một vài chặng tường băng. Không đẹp mấy từ chim băng. Úi rồi, lật kêu luôn. Rồi. Ôi. Ôi chết hai đứa bót ra ngoài. Farm nè. Mình có để có cái kiếm BF rồi thì farm rất là easy nè mà. Rất là dễ dàng. Mày nè. Đâu chưa nè. Farm của mày. Đánh thường là giờ yếu yếu gì vậy thôi chứ tí nữa đánh là sắt mặt lòng nó luôn á. Đó đó. Nửa cây liền anh em. Ấy nhìn yếu yếu gì chứ đánh được. Đánh ngay ngay là nửa cây liền. Cái đầu men này. Mày muốn chơi. Đánh thường. Cái nội tại con này anh em vì sao biết anh em vì các anh em biết vì sao mà con này nó lên được lên AD không? Tại vì cái nội tại nó rất là hay. Khi là mình xài 2 đến 3 skill là nó sẽ tăng sức mạnh lên cho mình. Tóc biến luôn. Tự nhiên nhảy ra quăng chó mình xong rồi tóc biến luôn. What the fuck combo man. What the fuck combo man. Chết nè. Oh fucking shit. Đầu đen. Xui như chó luôn. Đầu me. Không có tin được vai đó tóc biến đánh thường không chết mà nợ nó. Ui thiệt chứ. Cái nội tại của cái này là khi anh em xài hình như là 3 skill đó mình nhớ không nhầm là nó sẽ tăng cho anh em sức mạnh. Cái sức mạnh đòn đánh thường tùy vào skill cuối cùng vào cái đòn tích hợp nội tại mà skill cuối cùng mà mình đã xài á. Đấy mà mình không có hiểu rõ nội tại của này lắm nhưng mà đánh thường nó rất là mạnh luôn. Đấy cầm cái đàn quẩy là ghê gớm liền. Anh em nào xem nó hay á thì anh em đừng quên nhấn like cho mình nha anh em ơi. Cũng như là hãy đăng ký ủng hộ kênh mình lên 200 cái sub. Và điều quan trọng nhất là anh em hãy click quảng cáo nha. Vì một click của quảng cáo của anh em là giúp mình rất là nhiều rồi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Mày sao mày chắc hai đó luôn nè. Mày nè. Mình không hiểu vì sao mà thằng cờ hó này nó lên top mình hoài ta. Đầu đi nó khô máu với mày luôn á. Chó à. Một con mèo với một con chó sói. Một con mèo với một con chó. Tại sao lại đi chung đường với nhau được? Tại sao? Lên đây. Úi dồi ôi, thanh niên cam mình rồi. Đầu đi. Khổ lên. Đúng là làm gái vú bự cũng khổ. Bị nhầm dùm ngó quá. Mày sao mày chờ tao khô máu mày luôn án mày si nè. Đậu đi mày mèo con mày đồ chơi bố mày. Ok một này vào đây mày nhảy vào đây là mày biết cái sức mạnh của chiêu rờ của con này nha. Cho mày nhảy lên sáng mai luôn đó cu mày nè. Núp hả mày, trời ơi, chiếu mạng phát thốn tới dai luôn. Lâu lâu được phải chiếu mạng đã vãi linh hồn luôn anh em ơi. Rồi phải này nó ngáo ngáo là mình giết nó liền anh em, giờ mình có R mà. Come here. Nhảy đi, nhảy nè. Tao canh mày hồi nãy giờ rồi, mày chạy hộ đâu á. Canh mày nãy giờ rồi. Tao canh mà nãy giờ rồi. Con này thì nhảy nè. Mày biết bố mày canh từ đầu sáng sớm đến giờ không mày?
đầu đen cáo mạng liền, có chuối thơm về liền. Mình đánh là mình phải biết hắc não đối thủ anh em à, chứ mình không được phải nói là cái gì xảy ra rồi mình mới làm đấy, mình cứ hắc não đầu phòng. Ok con xe rất là hay từ Yasuo thông thờ 7 có khác. Ăn nhẹ cái trụ luôn. Cái này là cái trụ trụ đầu à, không phải rồi, cái tí bó nó ăn trụ đầu bẹ rồi. Không sao cứ ăn trụ vậy anh em. Ăn trụ vậy. Bây giờ mình farm mới nói là không khóa là tệ, alo, không quá là tệ đối với con Sona đi tóm này. Vẫn farm vẫn rất là mạnh. Mày nè, chí mạng em ơi. Sao nãy giờ đánh không chí mạng nè. Lại nữa à. Anh ơi, lần này thay cho em đi. Đầu đen nó hấp diêm mình rồi. Eo ta tin được luôn. Ôi, thanh niên NVA triple kill luôn. Yes, shut down được rồi. Mà mày không có tin được là thằng chó hó mèo với thằng chó con kia nó lên nó găng mình hoài. Mèo con hay thằng chó con này nó cứ lên nó quất mình. À mèo con ơi, tại sao mà lại bê trụ của anh? Chó con ơi, chó con băng trụ à, chó con ốc chó rồi. À, mình không được hỗ trợ đầu đen. Rồi nó bắn mình thấm phải cứng. Nửa cây luôn, mé. À thằng cỏ hó mèo con người nó bê trụ của mình. Anh mày lên là anh mình làm thịt mèo luôn hả con? Mày chạy đường nào chứ mày đừng có chạy đường này. Thôi ăn mình lâu vậy. Ôi rồi, quá của tôi, cứ từ từ. Cứ từ từ. Sợ là con này lên AD thì mình nghĩ là nó cũng không cần mana lắm anh em à. Nếu anh em biết giữ mana thì cũng không cần quá là nhiều mana. Tại vì skill của nó là W hồi máu, bằng phép Q, đem cũng bằng phép và chiêu E mình chỉ nâng để mình tăng tốc chạy thôi chứ không cần gì nhiều. Nãy giờ không có tăng chiêu Q anh em à. Về này rồi, một pha mà nó là one shot từ Enivea, 12-2 rất là xanh luôn. 14 mạng, lộc 12 mạng, phút thứ 14, vâng. Enivea răng kim cương hay sao đây mà đánh ghê thế. Trời ơi, anh ơi. Chim gì mà khỏe thế anh ơi. Chim gì mà ghê thế, một pha bay lên, chặt kiếm rồi nhưng mà từ trên lên đi luôn. Trời, bình tĩnh đấy anh ơi. Đầu đen mà. Rồi đâu vậy? Ôi trời, không có rồi. Chim người ta con chim kìa. Hay quá. Con chó chim. Mày nghĩ mày chim da đen là mày khỏe à? Ủa mày chặt trăm mảnh luôn. Cuối cùng nó cũng đã chết rồi. May mà phe đó nó không còn nội tại. Còn nội tại nó mới đau. Còn nội tại là mình bao nhiêu công sức của mình là đổ xong đổ bể hết. Ok và cuối cùng thì mình cũng đã lên được một cái món chí mạng đầu tiên. Đó là cái vô cực kiếm. Cái món thứ hai là mình sẽ lên đó là cái giao điện quá anh em. Và tốc biến bay về trên từ Bundo rồi mà. Mày quên là có mấy Sona rồi cu. Ok. Ngon quá, ngon luôn. Úi giời ơi. Ê, xin lỗi sao vậy? Mày sao? Thôi đi, cho. Chip bồ. Mặc dù không hiểu cái chip bồ nhưng mà mình tự nghĩ ra đó là cái chip bồ. Rất là phê lòi. Ba mạng liên tục luôn. Khi anh mày đã muốn xanh thì đừng ngăn cản. Vì ngăn cản cũng không được đâu. Biết Sona mà. Ăn ba mạng liên tục luôn. Quá phê luôn này. Phê cực kỳ luôn.
mana có cái nghĩa là trời, giờ đánh quá này cũng phê rồi anh em. Đấy, đánh quá là một đánh thường là chết thằng con rồi. Sao team mình nó chết liên tục vậy, team này là thấy không bổn rồi. Trời ơi, mấy anh ơi, mấy anh đợi tôi về tôi đép cho. Manh động quá. Kisu lướt em. Đúng rồi, đúng rồi, quá em ơi. Ở đây thì có một con Mundo, không biết, mình không biết nó là con gì nữa, nhưng mà đây kia là con chó. Từ lướt và chặt chém rồi tóc biến từ Warwick luôn. Mình quên là cánh tay ở đây rồi, một cái combo. Boom. Yes. Motherfucker bitch. Mày nhường cái đống của chúng ta à. Mày nhường cái đống Yesu à. Sự xa lầm chí mạng, đầu đen nó chém như chém chó luôn. Quá Yesu ơi, anh lên em cover cho anh đánh luôn nè. Yesu đánh con mẹ nó tem rồi. Ôi ôi, thằng này không giỡn được, thằng này không giỡn được. Đầu mé nó thanh như chó luôn. Rồi. Bay nè, tấm nó không thấm luôn bay. Một phải truy đuổi ở đây, phát thành Furious của mày đứng ghê, đứng ghê. Giết một thằng thôi Yesu ơi, đúng rồi. Có em ở đằng sau đây đấy, đúng rồi. Chỉ cầu vợ thằng này thôi. Nó quá mạnh đi mà. Để tôi bút cho, tôi bút cho, ok. Mày nè. Bắn lại, tiếp tục quẩy rồi, quẩy rất là kính từ đấm của Yesu chúng ta. Nhưng mà, hơi nguy hiểm. Nice. Rồi. Mày nghĩ mày làm được cái gì? Trời ơi, anh Yesu ơi, đấm của chúng ta đây rồi. Quá dữ luôn. Nó chọt đầu mấy mà thủng đít luôn á anh em. Mấy chọt mà thấy đau đít giùm bọn nó luôn. Má quá kinh khủng luôn. Tuyệt vời. Gánh đón cánh tay của chúng ta ở đây rồi. Không còn lo gì nữa. Nó chọt chém quá kinh khủng luôn. Mình đi theo nó mình cũng ăn được một mạng nè. Cũng được vài cái mạng hỗ trợ. Quá phê lòi luôn. Mình cũng đã hoàn thành được hai món chí mạng rồi anh em. Đó là cái bộ cực tím cũng như là cái giao điện static 60% chí mạng. Vâng, và một con kèo ở đây, một cái solo kill rồi dưới đang tắt máu, nhưng mà đừng quên là bố mày ở đây rồi. Úi rồi ôi, anh em thấy gì chưa, một đánh thường hơn nửa cây. mạnh rồi. Từ khi là đi theo đón của chúng ta là sức mạnh nó được phải nói là tăng tiến theo thời gian. Giờ đánh thử một cái đầu. Ủa trời ơi, thì mình Yesu lại ghê quá. Chết rồi, vừa mới nói xong, vừa mới khen xong. Mình sẽ cố gắng mình lên 100% chiếu mạng, và nói là càng sớm càng tốt cho anh em xem anh cái độ bé của con này là như thế nào. Đấy, ok. 70% crit ở thứ 20. Đánh thường là kinh rồi. Boss nè, tôi 50 giây nữa tôi cũng mới có anti. Trời ơi, hơi bị thốn luôn à. Mày chạy xa mày. Ôi trời, trời ơi bạn ơi. Trời, con stream quá, quá tuyệt vời luôn, quá đã luôn. Bắn nó. Đúng rồi. Đầu đen mày kéo chó này. Đầu đen mày có mạng liền nè. Bố mày là bà già vú bự đây cu. Nào chơi là tao, là tao lấy vú đập vô mặt hết. Bằng trụ luôn. Mày mạnh như
mạnh như cái gì rồi, sợ cái gì nữa. Đánh thường mà team bạn phải khiếp sợ mà. Con này, con này. Đánh thường, đánh thường. Mày chạy hộ. Sức mạnh của Sona AD đó em. Sức mạnh của Sona là 100% credit đó. Đầu lên mà băng chủ từ đóng của chúng ta rồi. Quá nice. Úi dồi ôi, phê lòi. Ăn được cái mạng là thâm phức luôn. Ăn được cái mạng là đầu đen mừng vãi lô đích luôn. Mày sao? Mày sao? Trời ơi. Mày cung. Úi dồi ôi, mày chơi tao. Mày chơi tao. Đầu đen mày. Rượt bố mày nè. Chạy dế cho sự ngu ngốc của mày đi cung. Mèo con chó con ra đây bố mày. Con cả một thể à, chim con đó à. Chim con biết bay à. Đậu đi mà ra đây luôn. Sao mày mồm mày muốn thử cái sức mạnh không. Cái mù rồi về cái nhẹ luôn. Đầu quá. Đây nè. Mày được đi. Ui tóc biên. Fuck. Phải đó là chịu anh em. Đầu đen tóc biến lên ai biết được. Mình định quay lại chơi nó trước khi nó. Mình định cho nó rượt thêm tí nữa quay lại chơi luôn. Ai ngờ đầu xanh ra muốn. Mình đã lên được 80% credit rồi. Và lên được hoàn thành 3 món đó là vô cực kiếm, giao điện và cả cái cuồng cung. Đấy, cuồng cung là giờ đánh một lần là 3 ti. Quẩy đàn ra một cái là 3 ti đàn luôn. Đầu đen bữa quẩy một ti là tên bạn nó nát rồi. Giờ một lần double lột một lần cái chip bộ ti luôn. Thì tên bạn chơi kiểu gì? Mình đang hướng lên đó là cái đồ lưỡi hái linh hồn để mình đánh chiến mạng là được hồi mana nè, đem nè và cái chiến mạng đó anh em. Giờ khi mà mình lên được cái đó là mình sẽ không lo về vấn đề mana nữa, xài thoải mái luôn. Cái linh lại là bạn đem số rồi. Mà mình cứ biết một điều là mình cứ đi theo đón là chúng ta là cá chuối. Đây này. Về đi. Có tôi nè, mày nè. Về đi. Đúng rồi, nãy xong. Đấy. Có chuối, ok. Ok, ngon stream liền, anh em thấy gì chưa? Anh em đã thấy cái sức mạnh của chiêu rò của tôi chưa? Mấy một rò mà chúng một lần ba đứa là tay mình nó lật kèo liền nè. Ô. Cái đậu đen mày. Ăn Baron nè. What the fuck. Ăn Baron trước mặt mình không biết luôn. Phải đái con gà mái thì kinh thiên động địa thì đậu đen. Phải đâm mình có mắt đi ngang qua như là người vô hình đậu phộng đó. Ăn Baron xong rồi chết tha bạn thì cũng không quá là lỗi, nhưng mà mất cái trụ này mới luôn mới gọi là lỗi nè. Giờ mạnh rồi em ơi, giờ mình thề anh em luôn là một đánh thường là ít nhất là phải là nửa cây. Ít nhất đó. Nửa cây là ít. Đây nè, tay nè. Đấy, nửa cây này nó chưa, thằng Mundo là tăng nó cơ. Tăng nó nha, mày một lần đánh nửa cây. Úi dồi ôi. Tăng là đánh nửa cây. Thằng này nghĩ sao là này. Một đánh thường. Không thấm. Sao, đậu đen mày, bố mà đánh nhanh như hắt xích luôn con. Rượt đi. The fuck. Xong nhé. Mày chơi tao cậu đi kiệt sức rồi. Mày nghĩ mày chơi được tao mà. Mày nghĩ gì. Ui. Đúng là chúng ta có nói là đời không như mơ. Mình 14 giết 2 mà nó. Mình giết 14 mạng, mình chết 2 mạng và hỗ trợ 15. Và nó giết được cái vài mạng thôi mà nó kèo mình như con chó. Đậu đen. Mèo con của chúng ta là trưởng thành. Đậu phòng nó về lay rồi. Ok, và mình đã hoàn thành được 4 món đồ chí mạng. Và cũng đã lên được 100% chí mạng rồi em ơi. Và 1.61 tốc đánh, 240 đam. Rất nhiều luôn. Anh em là xem mà chưa like cho mình thì mình nhấn like nha, để ủng hộ mình. Vì đó là cái động lực duy nhất để mình tiếp tục làm video cho anh em xem, đó là cái like của anh em. Đấy. Đấy, tôi xuống cho, tôi có anti nè. Đây nè, chuối quá thơm luôn, ba chuối. Anh em vào đi, đón ơi.
Tấn ơi, đánh thường. Mày sao, mày sao? Úi trời ơi, xong rồi, xong rồi, mày xong rồi. Rồi, đúng rồi, mày luôn, mày luôn. Đánh thường à. Đầu lên đầu nữa. Rượt nó đi. Nghi ngờ hàng này chết quá anh em. Ok. Đoán của chúng ta đã hy sinh rồi. Rất là anh dũng. Rồi luôn. Giết cũng chết luôn rồi. Wow. 18 sắc từ anywhere. Thằng này đánh giết mạng ghê vậy bay. Bay sao? Trời ơi. Anh ơi. Đầu đen mày. Đồi chơi bố mày lại xăm là rồi. Xăm là rồi. Ui. What? What the fuck? Tại sao nó lại không chết? Tại sao? Đậu đen nó sao đánh tao hoài với mày? Mấy đang bất ngờ cái vụ đánh Mundo không chết. Mày anh em thấy gì chưa anh em? Lúc mà thằng Mundo nó bay vào mình đó, mình đánh thường một cái rồi đó là kèm theo cái chí mạng, đó là kèm theo cái bước chân thần tốc, và đó là kèm theo cả cái là giao điện static nữa, và kèm theo cái nội tại của mình nữa. Một đánh thường nửa cây quá tuyệt vời. Rồi một cái solo kill đây, tóc biến lên được cái linh rồi, nhưng mà đang bị bắn bởi Win bay lại, bắn rơi hoặc bắn Win không có tác dụng là mấy. Ôi rồi cái nó mạnh gì ta, ba sừng vẫn đang quẩy một pha lock nhưng không thành công. Ở đây thì Mundo đang bị quá đánh sát mặt lòng ở đây luôn. Họ mình sẽ ra một anh con red này để tăng cái độ bá đạo của mình lên. Ồ đấn quẩy ghê quá đấn ơi, cứ bình tĩnh thôi đấn ơi. Red đánh ba đánh là chết. Đây cái sức mạnh của Sona lên AD đó nè. Rất là bé luôn. Một cái blue luôn. Quá tuyệt vời. Hai búp trong tay là như con cái thế giới này được rồi. Lên đây tí nữa. Lên đây tí nữa đi em ơi. Em chỉ cần tiến một bước để anh tiến 999 bước còn lại. Đấy. Ái đù. Rất là tuyệt vời anh Từ Quỳnh. Vâng. Bạn ấy không bị bùi yêu chút mê rồi. Đầu đen đó này. Chó thì. Ồ nó em ơi. Giờ anh Quỳnh được rồi đó. Quỳnh đồ của mẹ rồi. À cái chuối nè. Có chuối nè. Có chuối nè. Mày chó con nè. Sao mày. Ôi mẹ trên ghe nó mạnh quá mạnh rồi. Đầu đen. Trời trời nó càng. Đây là tác hại của việc lên đam anh em. Đam thì rất là kinh khủng, rất là mạnh luôn, nhưng mà máu giấy vãi đái của ngày mai luôn. Thờ. Ờ, giờ ơn Win anh em ơi, nhai gì đủ rồi. Giờ ơn Win là ok nè. On ơi. Nè chó con. Lộn mèo con chứ. Mèo con chạy hộ các bạn ơi. Đánh thường hai cái là bóc xác liền. Cổ đầu đó. Thắm phải. Tóc biến là lóc chúng và bay bay đánh được Jesus rồi. Chọn rất đau luôn. Em đi về các bạn là hết sức chưa rồi. Hay quá. Mày chơi tao. Đánh thường. Hai đánh là ba đánh là không chết luôn. Khổ quá. Đấm của chúng ta lóc một lóc là đậu đen mất xác luôn.
cũng khá thốn anh em à, mà đánh môn đồ thốn mới chứ. Rồi ông win luôn, hãy ngăn gì nữa. Chịu thôi. Ơi 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 ơi, bảy 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 bảy. Đừng. Đúng rồi. Quá tuyệt vời đó, tôi câu vòi cho. Nice. Quá. Team support cho nhau quá kinh khủng luôn. Này thì mèo con, này thì chó con ra đây. Team anh cầm cả núi. Chủ nè. Chủ đi. Sao không chịu bằng được con chim ghê nửa cây liền em ơi. Mày sao yêu linh nè, siêu linh nè. Win thôi. 4 cái tiền này anh em, đi về mua nhà mua đồ nè. Chị ba này chơi luôn. Chơi nó luôn. Đậu đây. Trứng chim nè, cho một trứng luôn. Nice. Ok và GG em nha. Đừng, win đi. Đừng, tại sao fucking Wilson. Trời ơi, không win được kìa. Man. Ok, win đi, giết rồi. Mày ơi, tụi mày win đi. Còn nó biến về, nó không thèm win luôn, nó chết chưa. Cạn lời. Phải chặt kiếm từ Chanami rồi, nhưng có vẻ như là win đang mạnh thôi. Nhưng mà Chanami có anti bất tử 5 giây. Đang kiếm rất kinh khủng luôn. Vâng. Cứ mình tỉnh anh em ơi, mình có tele mà. Đây, đâu rồi. Lớn nào ta. Nó để bơi chủ cho nó nhanh ta. Ok, giết thiên thần đi, tới cái gì chết để hồi sinh lại bơi chủ tiếp. Đây, ở đây mình đã sức mạnh luôn rồi. Tụi mày cản hộ tao. Cản hộ. Ok, và giữ chân nhau, và tạm biệt em, và còn làm đây mình lần sau.